đậu hết các bạn. Thì đó hiện nay mình thấy người quay trong lại xem thôi, chứ cũng không biết là mấy này đậu bên cái gì. Bây giờ đậu lắm. Đó bây giờ mấy cắt đó thì mang quăng. Quăng để cho nó nhiều cắt lên để cho mấy kéo đi nè các bạn coi được không nha. Đấm đuối luôn. Mấy cắt kia mà còn túi túi các bạn. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Đấy, các bạn cùng xem. Đây, các bạn cùng xem chiếc máy kéo hiện tại đang chạy miếng đất dẻo mà tài xế máy kéo chạy không ra nổi các bạn. Rồi, thì cái đó thì cây Kubota DC70 nha. Rồi, các bạn cùng xem và tham khảo. Rồi bây giờ anh em bỏ lưới xuống để cho nó nặng nha các bạn, để máy kéo có thể nó bường đi, chứ bây giờ nó tuôn không. Nó ngày đất thì người ta khai nước vô nhưng mà vẫn dẻo nha các bạn. Đây các bạn cho mọi người cùng. Dẻo mà máy kéo chạy không đi luôn đó các bạn biết à. Coi nè các bạn à, coi các bạn xem coi nó lúng xuống một lớp sâu nè, thấy không, lúng đều đất luôn nha. Nói chung đất năm nay thì ở thầy Quân, ở đây thì thầy Quân nha các bạn. Nói chung thầy Quân năm nay thì theo mình thấy thì cả năm nay là ở đây là anh ai nấy làm, cho nên là nó không có còn là làm đồng lọt nữa các bạn. Con miếng thì mới xạ nha, còn con miếng thì cũng mới chỗ, còn miếng này thì đang làm. À, bây giờ anh em đang bỏ lúa để cho cái máy kéo nó để coi đi không. Chiếc máy kéo này vô để bỏ mấy bao lúa đó các bạn mà chạy không vô được. Cái này thì 70 thái nha các bạn. 70 thái thì các bạn cũng biết rồi ha. Thì 70 thì xích bề ngang 5 tắc nha. Bề dài nó 54 gai. Nhưng mà 70 bây giờ thì không còn là 70 mình nữa nha các bạn ơi. Độ hết rồi các bạn. Thì nói dù ngay mình thấy thì quay cho các bạn xem thôi, chứ cũng không biết là máy này độ bên cái gì. Bây giờ độ lắm. Đó, bây giờ máy cắt thì đang quằn. Quằn để cho nó nhừ đất lên để cho máy kéo đi nè các bạn coi được không nha. Đấm đuối luôn. Máy cắt dè mà còn chúi chúi các bạn không. Ngon lành rồi đó. Rồi bây giờ máy kéo đi coi. Coi đi chưa các bạn. Làm như đi bị bợ lường hay sao đó các bạn. Kéo chạy tới đó là nó sững rồi. Rồi ngọn máy cắt thì tiếp tục cắt nửa miếng trong nha, đang thả dạt luôn. Nên khai nước vô các bạn, khai nước cho nó nhã sình.
dẻo dữ vậy trời. Bỏ đi đó. Anh đẩy tiếp luôn. Wow, dẻo ghê. Đó. Mày hả bởi. Bỏ đi đó. Bỏ đi đó. Dẻo khiếp không? À, cái đầu rồi, đầu về mà có tục bô các bạn ơi, các bạn nghe cái hơi gió tục bô cái kìa. Ở thầu đã luôn không? Ngon rồi, đi rồi các bạn. À, tưởng đi không được, không mà giờ đi cũng được rồi. Rồi, đây thì cây 70. Nói chung chạy thì các bạn cũng thấy nè, không chạy lẹ được luôn nè. Chạy mà ngóc ngóc cái đầu mà cái đít mập mập là các bạn biết là đất nó lúng đó. Tại cái dòng 70 với dòng 60 thì nó căng là nhẹ đầu các bạn nặng đít đó. Bởi cho nên là đi lúc nào nó cũng ngóc cái đầu lên, đít mệt mệt xuống đất mà hơi lúng rồi là mệt mệt đít xuống liền. Lúa đứng các bạn, lúa đứng thì chạy bao ngon, ngon cái thì đắt dẻo quá thôi, thực thực các bạn ạ. Các bạn thấy không? Quả ở đây thì mình thấy cũng hai cây nha. Đầu trên có một cây 70 nữa nha các bạn. Cây kia làm như mới lên. Rồi đây nè các bạn, cây trên đây thì mới lên. Màu đỏ luôn. Rồi cây này chắc 70 blue. Trời ơi, dẻo nữa kìa, lắc lư chảnh nữa kìa các bạn ơi. À, tính ngày hôm nay động dưới đây dẻo dữ trời. Kìa thụt kìa các bạn. Đó. Ok à. Trời ơi, ghê vậy ta. Chào luôn các bạn, ghê không? Tiếp đi trời. À, còn ở đây thì cái đường lộ của đang mở, ta đang làm các bạn. Xe ben, xe cuốc, hủ lô. Xe ben đang dè. Cái đường này thì ở Thiệu Quân cũng mới mở đó các bạn. Mở cái đoạn đường tắt ngang ruộng nó trơn luôn. Hết hòn đất nó dẻo. Máy cắt thì chạy qua mấy bên kia nha.